Ok, có anh Chính Đô anh hỏi là anh cho em hỏi heo bị viêm da tiết dịch thì xử lý như thế nào? Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xử lý heo bị viêm da tiết dịch nhé. Thứ nhất là chúng ta hình dung ra rằng heo viêm da tiết dịch là một trong những loại heo nó bị một cái bệnh gọi là bệnh gì nhỉ? Gọi là bệnh liên cầu khuẩn nhé. Viêm da tiết dịch hay là tôi còn gọi nó là liên cầu khuẩn đúng không? Vậy thì để mà điều trị cái bệnh viêm da tiết dịch ấy, rồi. Và đợi tôi một chút để tôi nướt này lên. Hôm nay vừa dạy học xong nhé. Ok, điều trị này, điều trị viêm da tiết dịch, thì viêm da tiết dịch là một trong những bệnh liên quan đến cái con Staphylococcus cút nhé. Đấy, Staphylococcus đây chính là con liên cầu khuẩn. Vậy thì nếu mà các bạn nhìn thấy ở trên con lợn nó có hiện tượng khoác áo tơi ấy nhá, trên con lợn có hiện tượng khoác áo tơi hoặc là ở trên thân của nó có những cái vảy đen đen ấy, hoặc là có vảy vảy da cáy nhá, vảy da cáy thì đây là liên cầu khuẩn. Thì cái phác đồ điều trị con Staphylococcus như sau. Đầu tiên chúng ta lấy cái sép mắc này, đó, chúng ta cộng với dipyridone, chúng ta tiêm cho nó 3 ngày. Hoặc là ở trường hợp khác mà các bạn không kiếm được cái sép mắc ấy, thì các bạn có thể lấy cho tôi cái gentamox nhé. Gentamox các bạn cộng với là dipyridone. Thì hiện tại bây giờ đây là cái công thức mạnh nhất mà tôi đang sử dụng, tôi thấy nó rất hiệu quả, thì tôi chia sẻ lại cho anh em như thế thôi. Vậy thì ở đây á, gọi là liên cầu khuẩn viêm da tiết dịch nó là một trong những loại viêm cầu khuẩn nhé. Sau đấy thì các bạn có thể chữa bằng cách chúng ta mang con lợn đi tắm sát trùng nhé, mang heo này đi tắm nano bạc. Đó. Đi tắm nano bạc nó sẽ càng nhanh khỏi. Vậy thì đấy là cái cách để điều trị bệnh liên cầu khuẩn trên heo nhá. Ok rồi. Đến cái câu hỏi thứ hai này.